Còn tiếp theo ở Diễn Châu Nghệ An. Anh ơi. Dạ. Chốn Hải Phòng ơi. À, em có 3 thang thôi. 1 2 3 thang. Mái thật đấy chứ. Đây là tôn Bali 2. Ở nhà anh em cũng làm thế. Trên này nó ngon lành rồi được. Cần có 4 này chỉ cần được 4 con thôi. 4 con 140 em cân rồi, nhà cân thuốc. Em bắn cái đấy 2 con mà. Bắn ở bên trong nữa cho nó chắc chân nó hóc đấy. Bắn luôn rồi. Chắc ngay mà. Nói chung thế này cân thoải mái, không phải thích hàn này hàn thêm, nhưng mà tốt nhất không có hàn hết kìa, không cần thiết. Nè em với tôn cũng như nhau, mẹ buông thằng là dính ở xác luôn á. Sao anh buông thằng dính dài dài luôn.